chào cả nhà. Thì hiện tại em đang có mặt tại lễ hội Tết Việt. Đây là phố Ông Đồ tại nhà văn hóa thanh niên ở quận Nhất nha cả nhà. Không khí hiện tại đang rất là nhộn nhịp. Các bạn trong những trang phục và áo dài truyền thống sặc sỡ đón chào cái không khí mùa xuân tại đây. Bên trong thì cái không gian được trang trí, mọi người có thể chụp hình check-in rất là đẹp. Những từng mọi ngóc ngách luôn đã được trang trí rất là đẹp. Còn phía bên đây là mấy bạn trẻ đang check-in ở những cái cây nha mọi người, ở những cái chậu hoa rất là đẹp. Phía bên trong kia là có gian hàng toàn he. Còn phía chính giữa ở đây em ra liền chị là cây mai cùng với lại một biểu tượng hai con rồng đây, rất là đẹp. Mọi người thấy không, cái không gian ở đây rất là đông. Sẽ được mở cửa cho đến tới đây đến Tết luôn. Lúc nào mọi người đến đây check in chụp hình thì cũng đều được hết. Không chỉ những các bạn trẻ đâu mà có những cô chú lớn tuổi cũng đến đây để chụp hình check in. Thì cái không gian ở đây là mỗi năm mỗi trang trí, năm nào thì cũng trang trí hết, mỗi năm mỗi khác. Cái năm rất là đẹp cả nhà. Những cây mai ở đây thì không phải là mai thiệt, chỉ là mai nhà giả thôi, nhưng mà nó rất là đẹp và hoành tráng. Còn bên trong đây nè cả nhà, chỗ dưới chân của mấy con rồng á là có cái những cái bồn nước gọi là phun sương tạo ra khói rất là đẹp. Cái khung cảnh về đêm mà thêm một ít đèn vô nữa, đây cũng có đèn nữa nè. Buổi tối thì sẽ rất là đẹp nha cả nhà. Gian rất nhộn nhịp luôn mọi người nè. Ngoài những bạn mà dùng điện thoại để chụp hình, còn có những người thích chụp hình bằng máy cơ cũng có thể đây, lúc nào cũng có các anh thợ chụp hình chụp bằng máy cơ cho tất cả mọi người. Thì một điều chắc chắn là máy cơ nó sẽ đẹp hơn. Lui ở bên trong này thì ngoài những địa điểm chụp hình check in cũng như là thuê áo dài, còn có những hàng quán nước cho mọi người ngồi uống nữa. Còn phía dãy bên ngoài là cái phố Ông Đồ nha cả nhà. Giờ thì em đi ra ngoài, em quay dọc phố Ông Đồ cho cả nhà của mình cùng coi. Phố Ông Đồ bên ngoài hả, dọc nó rất là đẹp. Đây, giờ đi ra bên ngoài nha, đây cái cổng vào nè. Đây là đường gì ta? Chẳng biết đường gì nữa. Đó, cái nhà văn hóa thanh niên á cả nhà. Đối diện là đoàn thanh niên. Ở đây là cái dãy dọc phố Ông Đồ này cả nhà. Khi mà mọi người muốn viết chữ thư pháp đồ á thì mình ghé đến đây, cái Ông Đồ sẽ viết cho mình những cái chữ thư pháp. Không mà ở đây không phải là một phố Ông Đồ mà có rất là nhiều phố Ông Đồ xung quanh đây, rất là nhiều luôn. Mọi người có thể đến đây cũng, em thì cũng chưa có biết chữ Ông Đồ lần nào hết, cũng không biết là như thế nào. Dòng cho cả nhà xem nha, đây có một Ông Đồ đang viết chữ ở trên bao lì xì này cả nhà. Đó, cái anh đang viết chữ trên bao lì xì với lại vẽ trên cái cây dù.
đây nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Thì dọc nguyên cái nhà văn hóa luôn, từ trong ra tới ngoài. Phía bên ngoài thì là những ông đồ bày những cái hàng để viết chữ, còn bên trong là những cái khung cảnh được trang trí cho tất cả mọi người chụp hình. Phía bên đây là ông đồ đang viết chữ nè mọi người. Ông đồ bà đồ đang viết chữ. Em đi dọc một vòng để cho mọi người cùng xem luôn. Rất đẹp nha cả nhà. Đây là những chữ thư pháp. Vô đây coi nè, có chỗ này nữa. Đây. Có chỗ này nữa nè. Đi dọc xuống đây là một hồi là sẽ ra tới bãi giữ xe luôn. Đó, xung quanh đây là dọc từ bên ngoài bao quanh cái nhà văn hóa là đều là phố ông đồ hết, đa số là cái phố ông đồ cả nhà nha. Viết chữ trên những cái liễn hoặc là trên những cái bức tranh. Hiện tại là ở đây là cái không gian mà các bạn trẻ đang bắt đầu chụp hình check in cho cái khung cảnh Tết đến rất là nhộn nhịp. Đây em sẽ đi một vòng cho mọi người cùng xem nha. Rất là vui cả nhà. Ở đây sẽ có những cái góc mà để mọi người chụp hình đó. Lên hình sẽ rất là đẹp. Như bên đây là cái khung cảnh mà những cái chậu gốm được xếp. Bên đây là những cái cây mai mà chính giữa là có hình con rồng á cả nhà. Là sẽ có cái biểu tượng đó là của Tết, là hay múa rồng á, là nguyên hình con rồng rất là dài. Áo dài để mà mình chụp hình. Ai mà có áo dài thì mang sẵn mấy loại ở nhà, còn không có thì mình có thể lên trực tiếp tại đây mình thuê ở đây luôn.